cho người phụ nữ nào chị? Có. Và cái thứ ba nữa, tôi hỏi một câu, sau khi sinh phụ nữ sợ nhất gì? Tràn băng như nào? Băng huyết là một trong những cái tai biến sản khoa thường gặp nha chị nha. Mà một khi băng huyết xảy ra có nguy cơ tử vong không? Có. Tử vong. Thì các chị thấy rằng là việc cho con bú nó cũng giảm cái tình trạng băng huyết. Lý do tại sao như vậy? Thì bây giờ chúng ta đi qua cái phần nó tác động lên trên tử cung, được không? Giờ anh chị hình dung cho mình cái tử cung nó như thế này. À, không học sinh dục nữ nha, mình chèn vô cái sinh dục nữ vô trong cái sinh dục, trong cái nội tiết luôn. Thứ nhất là cái chu kỳ hành kinh, cái chị hiểu rồi đúng không? Rồi, đây là tử cung. Các chị nhớ như sau, phần này người ta gọi là đáy tử cung. Cứ đáy là nằm ở đâu anh chị không? Trên không ạ? Đáy tử cung. Phần này người ta gọi là phần thâm tử cung, phần này là đáy, được chưa? Phần này người ta gọi là gì anh học? Cổ tử cung. Dạ. Rồi bây giờ các chị, không, cái này mới là cổ đây, còn cái này là eo tử cung, được chưa? Eo tử cung, còn cái này mới gọi là cổ tử cung nè. Nó là tuyến luôn. Mình có sự thay đổi nào khi phụ nữ mang thai? Khi người phụ nữ mang thai thì kích thước tử cung như thế nào chị hả? To lên. Tới giai đoạn chuyển dạ thì sao? Các chị nghe. Khi tới giai đoạn chuyển dạ, ông bà mình ngày xưa hay nói rằng là nó phải mở mấy phong nó mới để chị. Mở mấy phong? Má à. Sao cười? Ủa, mình học cái ông thợ, ông thợ sửa máy tính, ông đâu có làm ra cái máy tính. Ông không sửa máy tính thì ông được học, đúng không? Từ mình sẽ tu, mình phải biết tới cái điều này. Đúng không Sơn nha? Sinh hôn ra 2 phần nữa. Đúng không Sơn? Ủa đúng hả? Có gì đâu mà ngại. Ủa cái bà, sư cô đâu rồi ha? Đồ hả? Sáng từ đâu vậy sư cô? Có nhà chồng sư cô. Rồi. À, bây giờ mình nói về cái tử cung, các chị nhớ nè. Tới thời kỳ đó là phụ nữ này chuyển dạ đó, thì bắt đầu oxytocin nó sẽ được tăng tiết ra. Oxytocin nó tăng tiết ra nó làm cho cái cơ gì? À, nó tác động lên trên tử cung, nó làm cho con bóp tử cung liên hồi, xảy ra cơn co tử cung. Mà nếu như anh chị mà đi đẻ, anh chị sẽ được bác sĩ đặt một cái lớp lơ lên trên cái bụng á. Và anh chị sẽ nghe, thứ nhất đó là cái tim thai, thứ hai là cơn gọi tử cung. Các chị nghe nó tiếng con gọi chưa? Vậy nếu như mà người phụ nữ này, chúng ta quay lại buổi sáng một xíu, mình có cái địa khó, trong cái địa khó có một cái nguyên nhân liên quan tới cơn gọi tử cung. Phụ nữ tới thời kỳ bắt đầu họ đau lưng, họ vỡ ối rồi, nhưng mà họ chưa có hiện tượng đau bụng, thì lúc này họ có đẻ được không chị? Không, tại vì tử cung lúc này nó như thế nào, nó chưa co bóp là một, và thứ hai cái cổ tử cung nó chưa gì anh chị, chưa mở ra, cho nên thành thử ra họ không có đẻ được. Thì khi đó họ đi làm việc thì cái chuyển dạ của họ đã kéo dài và đồng thời ối nó vỡ rồi, thì lúc này bác sĩ mới truyền một cái dung dịch gọi là oxytocin vào. Và khi truyền oxytocin đến đâu thì tử cung nó bóp liên hồi và nó giãn tới đó và đẩy cái thai ra ngoài. Thì người ta gọi hiện tượng này là cho đẻ chỉ huy. Vậy đẻ chỉ huy có nghĩa là thai này đẻ khó hay đẻ dễ anh chị? Đó. Rồi bây giờ chúng ta nhìn nào. Đây là cái thân tử cung nè. Đây đáy tử cung, đây là eo tử cung và đây là cổ tử cung. Đối với người phụ nữ bình thường nha chị nha, thì cái eo tử cung này, cái cổ tử cung này đóng kín. Nó chỉ mở ra khoảng từ 1 tới 2 cm khi mà người này đến giai đoạn hành gì nào? Hành kinh. Đó là người bình thường nha. Khi anh mang thai thì cái cổ tử cung này có thể mở tối đa bao nhiêu phần? 10 phần. Các chị hay thấy khi người phụ nữ này bắt đầu có dấu hiệu đau lưng và chuyển dạ là đau bụng á chị, thì đi vào viện mà đúng tuần ha, thì người ta sẽ đưa từng cái lòng bàn tay đi vào để thăm khám. Tôi có diện phúc làm được điều này rồi, nhiều nữa đang khác. Khi đưa vào âm đạo thì anh chị sẽ đưa lên trên cái lỗ cổ tử cung này, thì đút lọt một ngón tay, 1 cm 2 cm 3 cm 4 cm. Vậy chúng ta biết được là mở bao nhiêu cm. Và khi mở bao nhiêu xăng như thế này, bắt đầu tới xăng thứ 5 trở lên á, thì chúng ta không cảm nhận được, mà anh xin lỗi, không có đo được, mà anh chị phải tự cảm nhận thôi. Ví dụ như tôi rút được 4 ngón tay, tôi tương đương là mấy xăng nào? 4 phần, mở 4 phần à. Thì khi cổ tử cung nó như thế này, tôi đưa vào, thì tôi đưa được 4 ngón tay, sau đó tôi hất lên hất xuống, tôi dự tính được khoảng là 6 phần. Ví dụ như thế. Và từ phân thứ 5 trở đi là phải ước tính nha các chị, và tùy theo kinh nghiệm của từng người. Tại vì sao? Nếu như anh chị cho đẻ sớm mà mở của tôi chưa được đủ 10 phần á, thì thai nó không lọt, nó gây tốn sức cho người phụ nữ đó. Và công cấp trong quá trình chúng ta hộ sinh, các anh chị lưu ý ha, cho nên phải khám đủ được 10 phân. Thì khi mà nó mở được 10 phân rồi anh chị ha, thì điều gì? Thì ở dưới cổ tử cung nó sẽ mở và đáy tử cung, thân tử cung nó sẽ bóp, là nhờ vào hormone oxytocin. Và khi oxytocin nó tiết ra nó sẽ gây ra cơn chuyển dạ như thế. Cho nên mà chúng ta quay lại cái hình này một xíu. Vậy oxytocin ngoài việc nó được tiết ra để nó tống xuất sữa ở tuyến vú ra, thì việc các anh chị kích thích tuyến vú có ra oxytocin không anh chị? Đó. Cho nên trong phụ nữ mà đang chuyển dạ đó, thì họ được nằm trên bàn đẻ, thì các nữ hộ sinh họ sẽ tiến hành vê hai đầu vú của sản phụ này để làm gì? Họ vê liên tục như thế để họ tăng tiết oxytocin, để cho giúp cơn chuyển dạ dễ như thế nào anh chị ha, được thuận lợi hơn. Các chị lưu ý cho mình điều này. Vậy giờ tới đây tôi hỏi một xíu nè, trong thời kỳ phụ nữ mang thai ở tam cái mực thứ nhất đó nha, là thời kỳ đang hình thành nên những bào thai ở bên trong, mà các chị sử dụng một số thực phẩm mà có chứa oxytocin, ví dụ như nước dừa, được không anh chị? Không, có
nguy cơ làm cho thai như thế nào, tại vì nó kích thích tử cung liên tục. Còn những cái tháng sau, ba tháng sau thì có nguy cơ dễ gây hình tượng đó là sinh như nào, sinh non. Cho nên nước dừa chỉ sử dụng tốt khi mà tử cung chúng ta trong giai đoạn 3 tháng giữa mà thôi. Lưu ý cho thầy điều này. Một, cái thứ nhất. Ủa chứ anh chị có biết rằng là nhiều trường hợp mà con mình nó con nó trắng uống không phải trắng đâu mà nó giúp cho ố ta được tránh tình trạng khô ố, và thứ hai giúp cho nó xoay đầu tốt. Tại vì trong cái giai đoạn khi hình thành cái đầu nó xoay hai lần nha chị nha, nó xoay hai lần. Nhiều trường hợp mà khô ố nó xoay không được dễ lên những cái thai yếu nghe vợ nào nghe nha, rồi các chị nghe nào. À thì cái oxytocin chúng ta sẽ được tiết ra từ cơ chế đó, và vậy trong quá trình chuyển dạ thì oxytocin thúc đẻ đúng không chị ha, để nó tăng cái sự co bóp của tử cung và mở cổ tử cung. Các anh chị lưu ý cho mình điều này. À mình sẽ nói anh chị ví dụ như sau, trong suốt thời gian người phụ nữ này đang mang thai, nhớ điều này ha, thì ngay tại phần cái nhầy của cổ tử cung trên cái âm đạo này nó sẽ hình thành một cái màng nhầy đậm và nó nút kín cái cổ tử cung lại để ngăn hạn chế cho những thành phần ở phía dưới cái cửa mình này đi xâm nhập ngược lên trên cái bào thai. Thì khi mà tới giai đoạn anh chị chuyển dạ là cái bánh nhau nó bắt đầu nó bong cấp ra nè, thì progesterone nó giảm đột ngột đúng không? Nó giảm đột ngột như thế thì niêm mạc tử cung bắt đầu nó có hiện tượng suy sụp, nó đẩy thai. Và đồng thời tín hiệu này sẽ lan tới cái vùng tuyến yên, và tuyến yên nó sẽ tiết ra, tuyến yên là thùy sau nha. Tiết oxytocin. Oxytocin làm ba vấn đề gì? Oxytocin nó hoạt hóa cái prostaglandin anh chị ha, để làm cho cái màng nhầy anh chị bắt đầu nó đang đặt như thế này, nó như nào? Loãng và nó tiêu ra. Cho nên giai đoạn đầu ngay cửa mình phụ nữ sẽ chảy ra dịch màu gì anh chị ha? Màu hồng, biết không? Cái giai đoạn thứ hai thì khi nó như thế thì bắt đầu tử cung nó bóp liên tục và cổ tử cung nó liên tục nó mở ra, và khi nó mở ra như thế này thì người ta gọi là mở bao nhiêu phân, và cái eo tử cung các chị như thế này ha, nó sẽ thu ngắn lại. Bình thường eo tử cung có thể là dài 3 cm hơn luôn các chị ha, thì nó thu lại thì người ta gọi hiện tượng này là xóa cổ tử cung. Cho nên giai đoạn đoạn đầu tiên trong chuyện dạ đó là sự như nào, xóa mở cổ tử cung. Và khi nó xóa mở tử cung như thế thì ố nó sẽ dồn xuống cái phần này, làm cho đầu ố nó thành lập ở phía dưới, và đến một cái trương lực nào đó nó làm cho màng ố bị sao rách và mở ra, thì bắt đầu có hiện tượng chuyển dạ chính thức. Các anh chị lưu ý ha. Có nên nhiều trường hợp các chị đi ra mấy cái nhà ba nhà tư á, các anh chị để ý những cái vùng mà người ta họ hay thêm quan niệm đó là trước khi người phụ nữ đi đẻ họ làm cái niêu đất, họ nấu xong họ đến cái nhà ba nhà tư họ như nào, họ đặt để các anh chị hay đi, các anh chị hay thấy mình cái niêu nằm ở vùng nhà ba nhà tư không, để ý họ cầu mong rằng là muốn cho con và mẹ như thế nào tròn vuông như thế, tức là cơn chuyển dạ xảy ra hợp lý các anh chị lưu ý ha. Còn một số trường hợp mà cái cơn co tử cung diễn ra quá nhanh quá mạnh thì nó đẩy luôn cái thai ra ngoài, cái ố chưa vỡ thì chúng ta gọi là hiện tượng sinh gì đó chị biết không? Sinh bọc điều đó, các chị lưu ý cho mình điều này ha. Rồi. Rồi, vậy đó là cái vai trò của hormone gì nào? Oxytocin. Rồi, đó là thứ nhất trong giai đoạn chuyển dạ. Sau khi chuyển dạ xong thì điều gì xảy ra? Nghe nào. Sau khi chuyển dạ xong thì cái tử cung này nè chị bị bánh nhau bong tróc ra bên ngoài. Thành thử ra là cái máu từ động mạch tử cung nó chảy ào ạt ra, có nguy cơ làm cho phụ nữ bị sao? Bị băng huyết lại. Thì người ta sẽ làm cái phương pháp như sau anh chị ha, cầm hổ như thế này. Họ sẽ đem cái găng tay dài tới phần nách của anh chị nè, đưa cái nắm đấm này đi vào trong cửa mình luôn, luồn lên trên cái phần cổ tử cung, và một tay họ sẽ ấn mạnh vào trên cái phần đáy tử cung, và người ta ấn mạnh như thế này để tử cung nó hồi về nhanh hơn. Tại vì sau khi sinh xong cái tử cung anh chị đang giãn to nè, máu nó chảy ra thì tử cung nó sẽ được kích thích để nó co thành cái khối cầu an toàn để nó cầm máu, người ta gọi là khối cầu sinh lý. Thì con so quá trình này hình thành rất nhanh, nhưng con rạ thì cái tử cung nó bị sao rồi, nó giãn, nó bị đờ rồi, cho nên quá trình này rất mất, nó rất là lâu, cho nên máu nó chảy ào ạt như vậy. Thành thử ra là người phụ nữ bây giờ hiện tại này anh chị ha, sau khi sinh nè, thai vừa sổ ra ngoài thì trước khi bánh nhau nó sổ ra thì người ta sẽ tiêm bắp một đơn vị oxytocin cho người phụ nữ này, để chi, để khi bánh nhau sổ ra thì oxytocin này phát huy tác dụng giúp tử cung co hồi lại nhanh hơn để tạo thành khối cầu cầm máu an toàn cho người phụ nữ này sau khi sinh, tránh được tình băng như nào băng huyết. Cho nên phụ nữ mà băng huyết do tử cung gây ra đều phải dùng tới oxytocin hết. Cho nên oxytocin có vai trò cho phụ nữ sau sinh không chị? Có. Cho nên việc mà khi cho con bú sớm như vậy á thì nó còn giúp cho phụ nữ này hạn chế tình trạng băng như nào băng huyết. Đó là phân tích các vai trò của việc mà chúng ta cho con bú những cái sinh lý đó, hiểu thế này không ạ? Cái vừa đây nè các chị, người ta gọi là hậu sản thường sản hậu như thế này, cái điều này là như này nè, không phải đâu các anh chị nhớ nè, sau này các chị học môn tâm thần hoặc là hệ hệ chứng tâm thần thì sẽ hiểu rằng chúng ta có một cái hiện tượng đó là hụt serotonin. Hụt serotonin đó là gì? Trong điều kiện môi trường thiếu ánh sáng mặt trời, ví dụ như trong mùa đông chẳng hạn, thời kỳ mà nó âm u, thường các chị thấy mùa đông nó dễ bị stress, nó dễ bị trầm cảm không chị? Hoặc là mùa đông thường buổi chiều chiều hay nhìn ra cái ông ấy hay thơ hay là thơ thường mùa đông đúng không chị ạ? Rồi tôi ví dụ như thế. À, điều kiện chiếu sáng mặt trời chúng ta liên quan tới một hormone gọi là serotonin. Vậy serotonin thường là anh chị trong môi trường anh chị ít có tiếp xúc lắm. Và cái thường những người đẻ anh chị, họ đẻ xong là một nè, thứ nhất họ đẻ xong á là họ thường là
ngày xưa rồi đúng không? À, thường họ nằm trong phòng chính là một. Và cái thứ hai, ông chồng lúc này phải đi làm nhiều hơn để nỗ lực làm nuôi gia đình, thì họ cộng thêm cái sự thiếu quan tâm nữa, bắt đầu cộng thêm sự hụt đi serotonin nữa vì điều kiện chiếu sáng, cho nên họ dễ xảy ra hiện tượng gọi là trầm cảm sau sinh và rất là dễ nóng giận và tức giận. Các chị nhớ cái này không? Chỉ cần ai làm gì đó không vừa ý, kho cái tiếng cơm nó mặn một xíu thôi cũng được ha, là họ đã khó chịu rồi. À, mà họ khó chịu như thế, họ gầm, họ tức giận như thế thì dễ gây ra những cái trường hợp tăng huyết áp, hoặc là dễ gây ra một số cái biến chứng liên quan tới cái họ cái tử cung, mà tử cung nó đã thu hồi về đã kín rồi, nên nhiều trường hợp nó gây tổn thương như vậy. À, cái chị hiểu đấy không? Người ta gọi là hậu sản đó, vậy được chưa nào? Không phải đi phơi nắng. Các anh chị nhớ ngày hôm nay nè, người ta chỉ nói anh chị là tránh nước, tránh gió lùa. Ở đây có nghĩa là không phải là một tháng mới tắm, tắm được sau ngày đẻ luôn nha chị, nhưng mà tắm nhanh và chúng ta lau sạch khô người, rồi vẫn phải ăn uống đầy đủ các chất, và ăn canh ăn uống vẫn giữ ấm bằng nhiều phương pháp, rồi chúng ta vẫn phải tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Các anh chị lưu ý cho mình điều này ha. Đó là một cái hiện tượng như thế đó chị, đúng nha. Tất nhiên thời xưa với thời này nó khác. Thời xưa nhiều khi anh chị làm điều đó rất là hợp lý không chị? Lý chứ không phải chúng ta cũng nhận đâu, cái gì lưu ý ha, được chưa? Rồi. Vậy đó là oxytocin của người nữ, các anh chị nghe ha. Tiếp tục oxytocin của người nam. Đây, cái cơ thắt tuyến tiền liệt này nó co được hay không chính là nhờ vào oxytocin đó. Cho nên buổi trước anh chị học vai trò của tuyến tiền liệt chưa? Rồi, chưa? Vai trò của tuyến tiền liệt rồi đúng không nào? Tuyến tiền liệt chúng ta co thắt để điều tiết cái lượng nước tiểu cũng như là ngăn cản không cho tinh dịch lưu được lên trên màng quang. Vậy sự co thắt được hay không chính là nhờ vào cái gì nào? Oxytocin. Người nam có oxytocin không anh chị? Có chứ, được không? Người nữ có hơn người nam không? Người nam có môn người nữ không? Vậy tại sao người nam nó nữ tính nào nó hay nghe nói là do họ giảm một androgen gì nào? Androgen chưa? Androgen từ tuyến nào tiết ra đó anh chị? Thượng thận. Cụ thể luôn là vỏ hay là tủy thượng thận? Vỏ thượng thận. Các chị xưa ấy này ha. Cho nên khi bệnh nhân suy vỏ thượng thận thì còn suy cái chức năng liên quan tới sự bài tái hấp thu nước, cho nên họ cứ đi tiểu liên tục ạ. Tại vì họ giảm cái sự bài tái hấp thu nước đó, chị lưu ý cho mình điều này ha. Rồi họ suy giảm một số chức năng về sinh lý của người nam nữa, được chưa ạ? Rồi bây giờ chúng ta vô học tuyến tiếp theo, đó là tuyến giáp. Các chị vô học về tuyến giáp. Rồi, tuyến giáp nằm ở đâu?